Hi everyone, chào các em. Đây, Tuấn đây. Hôm nay thì như đã hứa thì bây giờ thầy sẽ chính thức chữa cho chúng ta cái đề tham khảo năm nay. Thì như lúc nãy vừa rồi thầy có livestream trong phần đánh giá đề. Thì đề năm nay thầy thấy là nó dễ hơn đề năm ngoái. Đề tham khảo nhá. Đề thật thì không biết là như thế nào, nhưng mà để tham khảo thì thầy đánh giá là nó dễ hơn năm ngoái nhá. Đầu tiên là như thường lệ thì mình sẽ đi vào cái phần dễ nhất. Đó là cái phần về ngữ âm, trọng âm. Ngữ trọng âm sẽ có một câu là về phụ âm này. Phụ âm là cách đọc SD về S này. Và một câu là đọc về nguyên âm này. Thì câu ngữ trọng âm là câu 1 rất là dễ đúng không? Câu 1 đấy thì mình sẽ phân biệt giữa là ED. ED thì sẽ có hai ba cách đọc chính này đúng không? Về ED. Vấn đề cho các em dễ hiểu nhá. Về ED này. Đầu tiên là sẽ có cách đọc là tờ này. Hai là đờ này. Và ba là it này. Đấy, tờ. The và it đúng chưa? Đó. Tiếp theo thì khi nào thì đọc một tờ, tờ là với cái âm vô thanh thì mình hãy có là gì? Thời phong kiến phương Tây đúng không? Thời phong kiến phương Tây. Đấy, thời này, phong kiến phương Tây thì là hay đọc một tờ này. Ngoài ra thì còn có gì nhỉ? À không, T rồi SH, SH cũng là một âm đọc tờ này, hình như kiểu đáp án A này này. Washed đúng không? Là mình có bản A là tờ này. Washed này. Còn lại những âm hữu thanh như là âm M này, âm N, ấy, âm M này, N và OL. MNL là những âm gọi là âm hữu thanh thì mình đọc là D. D. Thì phần này là phần rất là dễ. Nên câu 1 đáp án sẽ là A. Câu thứ hai. Câu này thì nhìn phát biết ngay đúng không? Ngôi nhà là house này. Và ngôi nhà là house là âm AU này. House này. Tiếp theo là có thể là could âm U ngắn này, could. Còn tìm thấy là phảo âm AU này, đúng không? Vậy là có AU, AU và U. Vậy đáp án sẽ là C. Và suy ra đáp án B cũng sẽ là gì ạ? À? Mouth. Mồm đúng không? Miệng, mouth. Đề năm nay khá gắt, không? Đề năm nay không gắt. Đề năm nay dễ đến năm ngoái, thầy thấy thế. Mấy cả thầy Tuấn Anh đâu, thầy Anh Tuấn không phải Tuấn Anh nhá. Tiếp theo về phần trọng âm nhá. Trọng âm thì vẫn như thế, một cái về hai âm tiết, một cái về ba âm tiết. Ở đây mình đều thấy là có hai âm tiết này. Thì đây là những động từ inform là thông báo này, explore là khám phá này, prevent là ngăn chặn này và cancel là hủy đúng không? Thông thường với động từ hai âm tiết, thông thường nhá, động từ hai âm tiết trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai, cho nên là mình có inform, inform là số 2 này, explore là số 2 này, prevent là số 2 này, và nhưng mà riêng cái từ cancel, riêng từ cancel thì nó là số 1. Câu 1, 3 đáp án sẽ là D. Tiếp theo đó là phần thứ câu 4. Từ có 3 âm tiết, các em có nhớ cách nào không nhỉ? Từ có 3 âm tiết thì nó rất là dễ thôi. Đó là mình thường mình sẽ đếm ngược các em nhé, đếm ngược là 3 2 1 đấy. Từ đầu tiên nhất nó là at này, nó là có at này, t này và two đúng không? At t two có 3 âm tiết tức là 3 tiếng ấy, có 3 tiếng. Đấy, 3 tiếng nhá. Thì mình đếm đếm ngược. Đấy, hãy viết ở đây này. Đó là từ at là 1 tiếng này. T là 1 tiếng này. Và two có những việc nhầm rồi, today mà đúng không? Attitude là 1 tiếng này. Mình sẽ đếm 3, sau đến đếm 2, sau đến đếm 1. Thì trọng âm sẽ vào âm tiết số 1. Vậy là attitude là số 1 này. Được chưa? Manager. Manager thì mình có thể là như vừa rồi là 3, 2, 1. Ngoài ra thì cái từ này, từ gốc của nó là từ manage. Đúng không? Manage. Đúng chưa? Đấy. Thì số 1 này. Theo C rất là dễ, những từ mà có đuôi tion trọng âm sẽ rơi vào trước nó luôn. Vậy invention sẽ là vào số 2. Còn company quá dễ, 3 2 1 là sẽ là số 1. Vậy là câu 4 đáp án sẽ là D. Vậy là 4 câu đầu tiên rất đơn giản rồi nhá. Các em nhớ là khi mà làm bài mà các em đặc biệt là những bạn mà khối A1 đấy. Lúc nãy khi mà thầy livestream về cái đánh giá đề ấy, thì có bạn hỏi thầy là thầy thầy em bây giờ khối A1 thì em mới chuyển từ khối A sang A1.
bắt đầu học tiếng Anh thì có kịp không ấy, thì thầy nói với các em là hoàn toàn có thể kịp. Và cái mà các em cần phải để ý ấy, thầy nói luôn nhé, đó là cái phần mà thầy đánh dấu sao này. Những phần mà thầy đánh dấu sao ấy là những phần mà những bạn mà muốn đánh mục tiêu khoảng 5-6 điểm ấy là cần phải học thật chắc, vì nó rất là dễ. Vậy là phần ngữ âm trọng âm này, hai phần này phải ok này, 4 câu này, được chưa? Tiếp theo, câu 5. Đây là một câu về mạo từ. Travel around, chắc chắn world đúng không? Là du lịch, vòng quanh đi thế giới. Câu này chắc là không phải nói nhiều, đáp án C luôn này. Câu dễ này. Câu 6. Câu điều kiện loại 1. Loại 1 nhé, điều kiện loại 1. Câu điều kiện loại 1 là như nào các em nhỉ? Đó là về if là hiện tại đơn. Đúng không? Thì về thì sẽ là tương lai đơn. Vậy câu này đáp án sẽ là C. À đúng rồi, có nhiều bạn làm rất đúng này. Ok. Câu 7 nào. Paul not notice a job. Đây là dùng when hoặc là while. When và while để nối hai câu đúng không? Khi mà có when, đôi khi có thể có when nữa các em nhé. When này. Thì một câu sẽ là quá khứ đơn, còn một câu sẽ là quá khứ tiếp diễn. Thì đây, notice SD này là quá khứ đơn này. Vậy là mình đang thiếu một câu ở quá khứ tiếp diễn đúng không? Đấy, đang thiếu câu ở quá khứ tiếp diễn. Vậy đáp án sẽ là gì? Đây, câu này nghĩa là Paul nhận thấy một cái quảng cáo công việc trong khi mà anh ấy đang bước dọc theo con đường. Đấy. Vậy là phần này cũng không khó lắm. Vậy là năm nay thì lúc nãy nếu như các em chưa xem cái đề cái phần mà thầy xem cái phần mà thầy cô chết. Câu 4 thầy khoanh nhầm nhé. Câu 4 là 111, câu 4 thầy khoanh nhầm các em nhé. Câu 4 phải là C nhé. Khoanh nhầm. Ghi đây 1, không ghi đây 1, không ghi đây 2, thầy khoanh 1D, đúng ngáo thật. Hơi ngáo. Nhưng mà thầy phân tích đúng các em nhé, chẳng qua là thầy khoanh hơi nhầm, thầy nói nhầm thôi. Đấy, hơi ngáo không sao cả. Đấy. Thì như thầy nói là năm nay phần đọc hiểu ấy, phần đọc hiểu bài đọc hiểu 7 câu ấy sẽ chỉ có 5 câu thôi. Còn phần ngữ pháp tăng thêm 2 câu về ngữ pháp ấy, tăng thêm 2 câu về ngữ hơn. Rồi. Solar energy is not widely used. It is friendly to the environment. Đây là một câu mệnh đề tương phản. Tương phản là như nào? Là năng lượng mặt trời thì không được, đúng không? Không được dùng rộng rãi, mặc dù nó gì thân thiện với môi trường đúng không? Vậy đây là mệnh đề tương phản, mình dùng đáp án là although. Đấy. In spite of cũng có nghĩa giống như although, nhưng mà đáp án của nó phải là gì? Phải cộng với một danh từ hoặc là verb in đúng không? Đấy. Mà đây là cả một mệnh đề này, vậy là không chọn in spite of, mình chọn although. Câu 4 này chữa rồi các em nhé, yên tâm nhé. Câu 5. À câu 9. The sign warns people the dangers of swimming in this river. Quá dễ đúng không? Đó là gì ạ? Warn people about, cảnh báo về một việc gì đó. Warn about, cảnh báo về một vấn đề gì đó. Ok, dày quá, để cắt bớt đi. Tiếp theo nào. Câu 4C thầy khoanh lại rồi mà, câu 4C các em nhá. Thầy phân tích đúng nhưng mà thầy lại ngáo quá nên khoanh nhầm. Tại vì buổi trưa thầy đã được ngủ trưa đâu. Mới ăn vội ăn vàng cái hộp cơm để livestream ngay cho các em cho màu nóng này. Đáng ra là thầy định tối nay mới livestream cơ, nhưng mà thầy sợ là mấy đứa tối lại đi xem bóng đá, bóng banh các kiểu, chắc là không xem livestream được đâu. Nên là thầy cố gắng livestream luôn bây giờ để cho tối các em yên tâm xem bóng đá. Ok. Ok nhá, tiếp nào. Đến câu số 10. Đó là gì đây ạ? They were surprised to find their favorite band play there. Đây là một câu mệnh đề, và là câu này ấy, đóng vai trò là trạng ngữ chỉ thời gian. Đáp án sẽ là on arrival at the party. Đây là một câu hơi khó này. Vậy là câu 5, câu 6 này, câu 7, câu 8, câu 9 là về cái dễ nhá. Còn câu này bắt đầu nó hơi khó hơn rồi đúng không? Thì câu 10 này là đáp án A các em nhé, là khi mà đến cái party thì họ ngạc nhiên để biểu vì thấy là cái favorite band là cái band mà họ yêu thích đang chơi ở đó này. Câu 11,
Đây là câu về phân từ ed và phân từ ing. Thì đây, phân từ ed đây, đúng không ạ? Và phân từ ing đây. Thì câu này là câu bị động, bởi vì là có product là sản phẩm, thì chúng nó không thể nào mà tự sản xuất được, mà phải là được sản xuất. Đấy, thì mình sẽ dùng là gì ạ? Produced, một khi được sản xuất số lượng lớn, những sản phẩm này phải chăng hơn, affordably priced. Đấy. Tiếp theo, câu 12. Câu này là một câu mà nó kết hợp cái phần trong một phần kiến thức lớp 11 và một phần kiến thức lớp 12, đúng không? Đó là forget. Forget thì có hai kiểu, đúng không ạ? Forget to do something và forget doing something. Đấy, thì mình có forget. Forget cộng với to verb có nghĩa là quên làm gì đó. Ví dụ như là xem xong cái video này thì đừng quên gì? Đừng quên follow thầy, đúng không? Đấy, là gì? Don't forget, đó, don't forget to follow, đúng không? Đây, to verb đây. Me on my Facebook. Đó là về cấu trúc forget cộng với to verb các em nhé. Đây là cấu trúc 1 này. Forget cộng với verb ing là quên, ôi được bút hết mực, quên rằng đã làm gì đó. Nói. Tức là nó sẽ nói về việc trong quá khứ, đúng không? Đấy. Thì ở đây câu thứ 11 này thì chúng ta thấy là có never forget, would never forget. Đây là cái quá khứ, đúng không ạ? Đấy. Rồi first prize là cái gì đây? Cái giải thưởng đầu tiên là Jane sẽ không bao giờ quên khi được trao giải thưởng, thì nó sẽ là cộng với verb ing này. Thì có đáp án B là verb ing và đáp án D cũng là gì ạ? À? Cũng là verb ing nốt, đúng không? Đấy. Thì câu này mình sẽ chọn đáp án là B. Tại sao lại B? Bởi vì ấy, đây là câu bị động, là Jane được trao giải chứ không phải Jane tự trao cho mình giải. Câu bị động thì cần phải có to be. Được chưa? Tiếp theo nào, câu thứ 13. You should turn off the light before. Đây là câu về loại từ này. Thì mình có save là động từ, đúng không? Nó là dạng to verb này. Thì mình có động từ cộng với tân ngữ thì hoàn thành câu, đúng không? Mà tân ngữ thì nó thường là một danh từ. Trong này danh từ chính là đáp án A. Mình sẽ loại trừ như nào? Câu 14, 13 này, nếu như các em chưa biết làm ấy thì thầy bày các em phương pháp loại trừ nhá. Đầu tiên ấy, những từ mà có đuôi ly này, ly hoặc là only, nó là trạng từ. Đúng chưa? Mình bỏ cái đuôi đi, mình bỏ đuôi ly hoặc đuôi only đi thì mình được tính từ. Thì các em thấy là electrically, bỏ đi ấy, thì mình được từ electric, đúng không? Đấy, hoặc là electrical. Đấy, electrical đấy. Thì ở đây cái mình cần ấy là danh từ. Danh từ thì thường có đuôi là et này. Et thường là danh từ này. Đó. Những cái đuôi này ấy, là mình làm nhiều mình sẽ khắc nhớ thôi. Đấy, to save electricity là gì? Là tiết kiệm điện. Tiếp theo, câu 15. Uống quá nhiều đồ có cồn thì chắc chắn là đáp án là gì ạ? Do harm to our health. Đây là câu về từ vựng này. Do harm là gây hại. Do harm các em nhé. Trong này có bạn nào 2K không? Hay là toàn 2K1 có rồng không? Hay là chỉ có rắn thôi? Hay là rồng rắn lên mây kéo nhau lên đỉnh? Tiếp theo. At the end of the training course, each participant was presented with a... À, ở đây thì có từ là training course là cuối khóa đào tạo. Khóa đào tạo thì nó mang tính chất là khóa ngắn ngày các em nhé. Thì khóa đào tạo như vậy ấy, thì người ta chỉ cấp được cho mình một cái gọi là certificate thôi, là cái chứng chỉ thôi. Còn bằng cấp ấy, degree với cả diploma ấy, là khi mà mình kiểu mình học những kiểu học đại học ấy, học những cái khóa chính quy mà kiểu được, nói chung là những kiểu học đại học xong ấy, thì mình có bằng degree hoặc là diploma. Còn cái qualification ấy là từ rộng nói chung cả của ba từ A, B, C thì thuộc về nhóm qualification. Đó. Ủa? Sao thầy chữa đến câu thứ 16 rồi mà mấy đứa mới chữa mới
Thầy chưa đến câu thứ 16 rồi mà mấy đứa mới đến câu số 10 là sao? Mấy đứa bị slow hơn thầy đúng không? Nghe nói điểm 9 trong tay là sao? Thầy cũng bận xem bóng đâu. Tối nay thầy không xem bóng đá đâu. Tối nay thầy vẫn dạy full mà. Chẳng qua là thầy nghĩ cho mấy đứa thôi. Thầy biết ngày mấy đứa kia thì chả có đứa nào, chả có mấy đứa lười thích xem bóng đá hơn học tiếng Anh. Cho nên là thôi chữa luôn bây giờ đi, xem cho máu. Để khi mà tối bóng đá lại lỡ mà ở ngoài này lại còn đi bão nữa thì thôi bó tay luôn. Facebook thầy là gì à? Facebook thầy được tag trong cái bài này. Ngay bây giờ thầy Anh Tuấn Võ được tag cái này. Hoặc là các em có thể tìm facebook.com/ Anh Tuấn 1212 với lại không dấu nhá. Ai mà không comment thì thả thầy cái tim nhá. Tiếp nào. Đến câu thứ 17. The high level of pollution in the coastal areas are a matter of great concern to the government. Câu này đáp án là D, excessively, thừa mứa. Đấy. Là cái mức độ ô nhiễm quá cao, excessively. Excessive là kiểu quá thừa, quá nhiều ấy. Đấy. Những câu mà về từ vựng ấy thì các em có thể tra từ điển cho nó đơn giản nhá. Đấy. Thì có những câu về ngữ pháp ấy thì nó khó hơn thầy mới. Tiếp theo nào. Event organizer. Living nothing. Câu 18 đáp án là nothing to chance. Đấy. Là gì? Nothing to chance, leave nothing to chance, có nghĩa là chuẩn bị mọi thứ có thể. Đấy. Leave nothing to chance, đây là một thành ngữ các em nhé. Đấy. Là gì? Đây là các cái người tổ chức sự kiện này cần phải lên kế hoạch này, mọi thứ cẩn thận. So as to là để mà leave nothing to chance là chuẩn bị cho kiểu mọi thứ có thể, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể các em nhé. Leave nothing to chance. Ờ nhỉ. Quên chữa câu 14 nhỉ. Câu 14. Đó là ở đây mình có từ là school fee. Fee là phí, học phí các em nhé. Học phí thì không thể nào mà có thể là kiểu kiếm học phí là không đúng này, nhận học phí không đúng này, cải thiện học phí không đúng mà phải là tăng học phí. Đấy. Tăng học phí. Đó. Tăng học phí thì sẽ discourage. Discourage là làm mất nguyện khí hoặc là không khuyến khích. Là sẽ làm cho nhiều học sinh không thích đi học đại học nữa. Là đáp án 14 là đáp án đi tăng học phí. Xong một mặt rồi nhá. Tiếp theo đến mặt thứ hai. Xinh đẹp luôn. Không phải câu 14 thầy không làm mà là câu 14 thầy bị ngáo quá nên là quên, thiếu ngủ trầm trọng các em ạ. Đây, mắt thầy này, phải không? Thấy thiếu ngủ không? Đấy. Mắt thiếu ngủ, thanh niên thiếu ngủ này. Tiếp nhá, tiếp các em nhá. Sẵn sàng chưa? Câu số 19 nào. The discovery of the new planet was regarded. Ở đây có từ là discovery, là khám phá đúng không? Khám phá một hành tinh mới này. Đó. Thì gì đó mà gọi là major breakthrough, là cái thành tựu lớn in astronomy, trong ngành thiên văn học. Thì ở đây mình có 4 từ: promise, hứa, doubt là promised này, doubted là gọi là nghi ngờ, consider là cân nhắc, được xem xét là, và refuse là từ chối. Thì hợp lý nhất sẽ là gì các em? Sẽ là consider đúng không? Được xem là. Việc phát hiện thành một cái hành tinh mới được xem là gì ạ? Major breakthrough đúng không? Là một cái thành tựu lớn của ngành thiên văn học. Tiếp theo, đến câu 20. Từ get round này mình xem nhá. Mary finally managed to get round. Có a strict parent. Sắc nghiêm khắc, bố mẹ rất nghiêm khắc. Lại let her go. Let her go này. Bố mẹ thì rất là nghiêm khắc, mà lại để cho cô ấy đi vào 3-day excursion, một chuyến dạo chơi, một chuyến đi chơi 3 ngày cơ. Thì đáp án đây sẽ là gì đây? Permit là cho phép, Mary cho phép bố mẹ, không đúng đúng không? Mà phải là persuade. Persuade là thuyết phục. Đấy. Mary ấy cuối cùng đã thành công trong việc thuyết phục
bố mẹ khó tính của mình để cho cô ấy đi một chuyến dạo chơi 3 ngày với bạn trong lớp. Ok chưa? Buồn cười nhỉ, thầy nói xong lâu lắm rồi mà mấy đứa vẫn còn câu 14. Thầy nghĩ là đề thi thật nó cũng sẽ như này thôi. Cũng tất nhiên là cũng có năm mà đề thi đề tham khảo rất là dễ nhưng mà đề thi thật nó khó, nhưng mà thầy thấy là mấy năm nay là đề đề thi thật và đề tham khảo nó giống nhau, nó giống nhau. Tức là thầy tin là năm nay đề thi nó sẽ như thế này thôi. Và mức độ như này ấy, là thầy cảm thấy rất là vui. Và thầy tin là các em cũng có cùng tâm trạng với thầy đúng không? Đó là cảm thấy rất là thoải mái. Tiếp nào, câu 20 là câu đối nghĩa nhá. Nhiều 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 bạn khi mà câu 14 thầy làm rồi mà đúng không? 14 làm rồi mà. 14 làm rồi, 14 là đáp án D. Cứ làm thầy hoang mang hết hồn quá. Tâm hồn thầy mỏng manh yếu đuối lắm các em. Làm thầy hoang mang. Thầy đang kiểu bị slow motion rồi mà các em cứ làm thầy lo lắng hoang mang quá đi. Tiếp nào. Nhiều bạn nhá, nhiều bạn khi mà làm cái bài đồng nghĩa trái nghĩa này không đọc kỹ đề thì nhìn thấy là bị nhầm nhá. Các em để là opposite là đối nghĩa nhá. Đấy là mình phải để ý vào. Traffic congestion, tắc nghẽn giao thông này, thì deter nhiều người phòng từ cái việc gì đây ạ? Dùng private car là ô tô ở peak hours là giờ cao điểm. Thì câu này là gì ạ? Tắc nghẽn giao thông ở thành phố lớn thì ngăn chặn đúng không? Ngăn chặn nhiều người dùng ô tô cá nhân tại giờ cao điểm đúng chưa? Thì ngăn chặn thì mình ngược với nó, thì mình có từ là encourage là khuyến khích. Ngăn chặn hoặc là kiểu làm mất, làm nản chí ấy, làm nhụt chí ấy. Tức là năm nay đề khá là dễ này, mình có thể kiểu nhìn và mình đoán được ấy, đúng không? Mình có thể suy ra được ấy. 21, rồi 22. Many people only read printed newspaper. Là nhiều người chỉ nhá, chỉ là nghe rất là ít rồi này, chỉ đọc cái printed newspaper là báo in. Vì sao? Vì họ có thể có online. Thì các bạn hãy đoán là gì ạ? Ngày nay ý, thì người ta thỉnh thoảng lắm mới đọc báo in đúng không? Bởi vì là có online rồi đọc báo in làm gì nữa? Thì ngược với thỉnh thoảng, ngược với once in a while là regularly, là thường xuyên. Này, câu này cũng rất là dễ suy ra. Câu này sẽ nằm ở mức độ là vận dụng nhỉ? Vận dụng. Đấy. Tiếp theo nhá. Câu 23. 23, 24. 23, 24 là hai câu mà mấy đứa nhất định phải làm được đúng này. Bởi vì sao? Bởi vì nó quá là dễ luôn đấy. Đầu tiên, would you like? Đây là câu đề nghị đúng không? Câu đề nghị thì mình sẽ nói như nào? Chắc chắn là yes, I'd love to rồi đúng không? Đấy, vâng, mình thích lắm. Còn cái câu you're welcome là câu cảm ơn này. Khi mà ai đó thank you mình ấy, đúng không? Là khi mà ai bảo là kiểu xin lỗi mình mới bảo là don't worry đúng không? Câu 24. I think đây là câu về suy nghĩ, về ý kiến. Những câu về ý kiến thì mình sẽ có hai cách trả lời. Một là agree đồng ý đúng không? Và hai là agree. Thì đây là gì? I quite agree. Mình khá đồng ý. Đáp án sẽ là à. Tức là mấy câu này là mấy câu rất là dễ mà các em ấy phải làm thật kỹ vào. Đến mức như thầy vừa rồi làm ấy là thầy không cần đọc cái câu nói luôn đúng không? Mà thầy kiểu gọi là kiểu nhìn dạng phát, chọn dạng ngay luôn. Đấy. Phần này trong khóa N1 trên học mãi thầy cũng dạy rất là kỹ nhá các em nhá. Đấy, khóa N1 là cái khóa mà dùng để chuyên trị mức 5 điểm, 6 điểm cho các em. Đặc biệt là dân mà khối A1 chuyển chuyển khối ấy, hoặc là kiểu cái bạn mà kiểu đang mất gốc ấy. Đợi tí nhá. Được chưa ạ? Câu đấy là ok nhá. Bây giờ chúng ta đến phần đọc hiểu đề và đọc điền từ nhé. Đầu tiên là phần này thì nó rất là dài dòng, thì thầy sẽ chữa nhanh nhé, thầy sẽ chữa nhanh, các em chịu khó xem phần này nhanh nhé. Câu 1 đó là gì đây? It is, not surprising that so many geologists.
Thì câu này nhá, câu này, nếu Facebook là một quốc gia thì nó sẽ là quốc gia gì đây? Third largest, lớn thứ ba thế giới lận luôn đấy. Đấy. Vậy là nếu Facebook là một quốc gia, nó sẽ là quốc gia lớn thứ ba. Cho nên là cũng không ngạc nhiên đúng không? Cho nên không ngạc nhiên là rất nhiều người thì muốn gì đây? Give their thought là muốn bình luận về cái impact, cái hiệu ứng đấy của cái gì ạ? Của nó lên cái xã hội của chúng ta. Vậy thì đây là gì ạ? Vì vậy không ngạc nhiên đúng không? Vì vậy không ngạc nhiên thì mình có từ therefore, có nghĩa là vì vậy này. Đấy, câu này thì mình phải chọn về nghĩa, nó khá là khó đúng không? À, thế à? Của thầy bị chậm à? Có mỗi thầy bị chậm á? Thế là mọi người nhanh à? Thầy bị chậm à? Chán vậy. Sao thầy lại chậm nhỉ? Xem thầy chậm nào. Này, boy bật lên Facebook lag luôn. Để xem thầy có bị chậm nhá. Ôi nhưng mà không biết ở đâu rồi ấy. Tiếp theo, câu thứ 26. Vì vậy không ngạc nhiên đúng không? Vậy không ngạc nhiên phải chọn về nghĩa. À, đúng rồi nhỉ. Có chậm lắm đâu nhỉ? Sao của thầy chậm mà các em trên thôi kệ đi, whatever. Không chậm. À, câu thứ 26 nào. Thì ở đây là câu về mệnh đề quan hệ. Thì các em nhớ là mệnh đề quan hệ ấy, thì nó sẽ bổ nghĩa cho từ đứng ở ngay liền trước nó luôn này. Ngay liền trước nó là friends, là người đúng không? Là người. Vậy thì mình chọn B hoặc là D đúng không ạ? Và đây là đang đứng ở vị trí chủ ngữ, vì sau nó là động từ này. Đây là A động từ đúng không? Thì là S cộng với V này. Vậy đáp án sẽ là who. Câu rất dễ về mệnh đề quan hệ này. Đấy. Thầy đang sống chậm 5 phút. Chẳng phải là ân sống chậm, mà đi sau là do tự chạy lời. 27. Tiếp theo, however, tuy nhiên, đấy, rất nhiều research cho thấy rằng là những cái chỉ trích này thì nó gì? Không có bằng chứng đúng không? Unfounded, không có bằng chứng hoặc là không có căn cứ, vô căn cứ. 28. Ui, toàn từ về kiểu về nghĩa nhỉ? Về nghĩa này chơi khó thế. Này, ở đây ấy là có people are not này, con người không gì đây, offline friend với online, mà gì ạ, mà dùng họ để support the substituting, có nghĩa là thay thế. Từ này cũng được dùng trong bóng đá các em này, những kiểu mà cầu thủ dự bị ấy là substitution ấy, là sự dự bị ấy. Đấy, thì câu này nghĩa là gì ạ? Là người ta ấy không thay thế bạn offline bằng bạn online, mà người ta làm như nào? Người ta dùng bạn online để hỗ trợ cho các cái mối quan hệ offline. Đó, hiểu không? Tiếp theo, câu 29. Ôi, câu này dễ rồi. Ơ là một mạo từ đúng không? Sau mạo từ thì mình cần một danh từ. Thì những thầy bảo là gì à? Cái từ mà đuôi ly là trạng từ đúng không? Trạng từ này. Mình bỏ đuôi ly đi thì mình ra tính từ này đúng không? Vậy đây là tính từ này. Còn lại A và B thôi. Vậy là ít ra ấy là mình đã chơi được kiểu là 50-50 đúng không? Đấy, và đây là cấu trúc a wide variety, là đa dạng hoặc là nhiều. Ok, đa dạng hoặc là nhiều các em nhé. Thì nhớ là sau mạo từ, sau tính từ là có mạo từ này, sau đến tính từ này, thì sau đấy kiểu gì mình sẽ cần một danh từ đấy. Đây các em nhé, là sau mạo từ, được chưa ạ? Ui hơi quá đúng không? Sau mạo từ này, hồi đến tính từ này, thì sau đấy sẽ cần một danh từ nhá. Ok, vậy là mình chữa được 29 câu vừa đúng không? Gần hết đề rồi. Không biết là nãy giờ đã ai được khoảng tầm 5-6 điểm chưa? Đạt mục tiêu đã đề ra chưa nhỉ? Thấy mong là rồi đúng không? Thì một lần nữa thầy nhắc lại, đó là bài đọc hiểu này ý, trong đề cũ ấy là 7 câu hỏi nhá, 7 câu hỏi. Nhưng mà trong đề mới ý, là còn lại có 5 câu thôi. Các em thấy không? Bài đọc hiểu đấy nhá. Và các em nhìn câu hỏi này. Thấy chưa? Còn có 5 câu hỏi thôi nhá. Đây. Vậy là lưu ý là từ 7 câu hỏi còn xuống có 5 câu thôi nhá. Đấy.
Còn hai câu đó đã vào phần ngữ pháp. Được chưa? Đấy nhá. Bây giờ mình sẽ phần đọc hiểu nào. Để mà làm bài đọc hiểu tốt ấy, thì thầy sẽ nói qua cho các em cách làm. Đó là thầy sẽ đọc những câu đầu tiên. Bởi vì những câu đầu tiên ấy, nó là những câu chủ đề. Những câu chủ đề thì nó mang ý chính của cái đoạn văn đấy. Những câu đầu tiên này là thăm London đúng không? Đấy. Du khách thăm London này. Đấy. Thì có những cái chỗ chơi như gọi là Big Ben này đúng không? Rồi điện Westminster này, điện Buckingham này. Đó. Tuy nhiên cũng đừng quên gì ạ? À? Should not miss, đừng bỏ lỡ Portobello Market, đừng bỏ lỡ chợ Portobello là một nhá. Thứ hai nữa này, câu thứ hai là cái chợ này thì đã có trong phim này. Phim này, liệu này, sách bán chạy này. Đấy. Trong nói chung là trong phim này. Thứ ba, lại nói về cái chợ này đúng không? Đấy. Thì được chia thành nhiều section, là nhiều cái phần này. Đoạn 4. Đoạn 4 là gì ạ? Lại có gì khi mà chán chơi chợ rồi thì có thể đi ăn. Vậy toàn bộ cái này đều nói về cái chợ Portobello đúng không? Vậy là câu 1 đấy. Câu 1 khi mà nói là gì? Cái đoạn văn này mainly about nói chính về cái gì đấy? Thì chính là nói về Portobello Market. Đấy, tức là mình chỉ cần đọc qua một vài những cái chữ đầu tiên ở đầu mỗi đoạn ấy. Đây đoạn 1 đúng không? Đoạn 2 này. Đoạn 3 này. Đoạn 4 này đấy. Hãy đọc qua mấy câu đầu tiên thôi, hãy đã biết ngay được đáp án của cái câu 1 rồi. Vậy là dễ đúng không? Tiếp theo, Portobello Market thì có tất cả trong này ngoài gì? Thì câu này, câu 31 này này, nó nằm ở đây đúng không em? Nó nằm ở chỗ đây, ở đoạn 2 đúng không? Có phim này, đúng chưa? Có phim tài liệu này, có sách này. Đấy. Vậy là mình quay lại câu hỏi ấy, thì phim có đúng không? Tài liệu có đúng không? Sách có đúng không? Vậy là còn mỗi song cho có. Vậy đáp án sẽ câu 2 này sẽ là D. Rất là dễ luôn nhá. Bài 3 có ý là gì? Mình nhìn vào đây. Từ dây ở đây. Thì khi mà muốn làm cái câu hỏi kiểu quy chiếu này thì mình phải đọc cái từ, cái câu ở trước nó là gì ạ? It seems that, có vẻ như là both buyer, người mua, và seller, người bán, look forward to là trông đợi đến cuối tuần khi mà họ có thể gặp nhau. À ha, vậy đây là gì ạ? À? Nói về buyer and seller. Vậy đáp án sẽ là C. Đó, vậy là 5 câu này rất là dễ này. Tiếp theo, du khách đến cái khu antique là khu cổ điển ấy thì có thể cảm thấy overwhelmed, là cảm thấy choáng ngợp. Vì sao? Thì mình sẽ tìm xem là cái chỗ nào có từ antique này và chỗ nào có từ overwhelm các em nhé. Đây, mình sẽ ra lại xem ở đâu có từ antique và đâu có từ overwhelm. Đâu nhỉ? Đây. Đây, visitor này các em thấy không này? Có cảm thấy gì ạ? Overwhelm này, thấy không? Đấy, vậy là có từ khóa nhá. Vậy là cái bài này nó rất là dễ. Mình chỉ cần ra cái từ khóa thôi là ra ngay này. Cảm thấy overwhelm vì sao? Vì có hơn 1.000 cái bốt. Đấy không? Đấy, hơn 1.000 cái bốt để bán. Trời ơi. Thế làm sao mà mua hết được đúng không? Vậy thì câu trả lời chắc chắn là sẽ là gì ạ? Sẽ là C, là có a large number of shop, có quá nhiều shop ở đó. Choáng ngợp luôn. Tiếp theo, câu 34. The word saver trong đoạn 4 khả năng cao nhất nghĩa là gì? Thì mình sẽ thấy là có từ saver ở đâu? Saver ở đây đúng không các em? Đó, saver. Thì mình đọc câu đấy thôi. Đó là gì ạ? Khi mà cảm thấy chán này, có thể drop in tour, tạt qua cái food court là cái khu ăn uống gần đấy để saver ở cà ri Ấn Độ này, pizza Ý này, hoặc là sandwich châu Âu này. Vậy thì đây, saver này là khẳng là ăn uống đúng không? Thì thầy thấy là cái từ hợp lý nhất đó chính là từ enjoy, là ăn uống đồ ăn các kiểu, enjoy, tận hưởng ăn uống. Đó. Vậy là 5 câu này nó rất là dễ, mà hãy tin là nếu các em làm kỹ ấy, thì mình hoàn toàn có thể gì ạ?
mình hoàn toàn có thể là mình chỉ cần trà và là ok ngay. Thì thầy tin là các em mà mức độ khoảng tầm 4, tầm 5 hoặc 6 ấy, thì phải làm cẩn thận bài này nhé. Ít nhất ấy, phải được 3 hoặc 4 trên 5 nhé. Chứ còn nếu mà 1, 2 thì ít quá. À mà thầy cũng nhắc luôn các em nhé, là sau khi mà khoảng 20 phút nữa khi mình kết thúc cái livestream này môn tiếng Anh với thầy Tuấn BB này, thì các em nhớ vẫn ở lại luôn nhé để xem live môn vật lý với thầy giáo xịn sò đẹp dai thầy Đỗ Ngọc Hà nhé. Ok, là tí nữa sẽ có thầy Đỗ Ngọc Hà lên sóng nhé. Còn cuối livestream thì thầy sẽ tư vấn cho các em cách để các em có thể học từ bây giờ, để đặc biệt là những bạn đang mới gốc ấy, học làm sao mà để mà có thể ok được, có thể đạt được 5 điểm. Rồi. Ồ, lại một bài đọc nữa này. Ôi, bài này dài thế. Đấy. Bài đọc dài này thì vì cái thời gian không đủ ấy, cho nên là thầy sẽ cho các em đáp án thôi nhé. Còn các em có thể ở nhà tự đọc nhé, vì thời gian nó dài quá. Bởi vì là chuẩn bị sau đây ấy, là đến luôn thầy Đỗ Ngọc Hà livestream môn vật lý rồi. Thì đáp án của nó ấy, sẽ là câu 35 ấy. Đáp án là B này. 36, đáp án là B nốt này. 37, đáp án là B, 3 câu B này. 38, đáp án là D. 39, đáp án là A. 40, đáp án là B. 41, là A. Và 42, là C các em nhé. Đấy. Thầy giáo xịn sò. Thầy Đỗ Ngọc Hà chả xịn sò quá đi. Hàng trăm nghìn follower trên mạng mà. Quá xịn sò. Ok, tiếp nào. Đây, những bạn mà đang mất gốc ấy thì phải làm được câu này. Bởi thầy cho các em 5 giây nhá. 5 giây, các em làm thầy câu 43 nào. 5 giây thôi nhá. 1, 2, 3, 4, 5. Quá dễ đúng không? Đó là bạn bì. Trạng từ chỉ tần suất thì phải đứng trước. Phải đứng trước cái gì? Phải đứng trước cái động từ đúng không? Thì phải là gì? Usually go mới đúng nhá. Usually go mới đúng này. Câu 44. Information on the Romans. 1. Thôi cho các em 10 giây nhá. 1, 2. Đáp án là 7, 8, 9, 10. Hết giờ. Hay là gì ạ? Đáp án là B. Tại vì sao? Tại vì chủ ngữ đó là information, là một vật. Nó là thing đúng không? Nó là đồ vật, nó là một thứ gì đó. Thì nó không tự tìm, phải bị tìm thấy, được tìm thấy. Thì phải chuyển thành là can be found. Mới đúng các em nhé. Đấy, can be found mới đúng nhé. Còn câu 45 ấy thì nó rất là khó, thì mình phải dùng phương pháp loại trừ. 45 là câu khó nên mình phải dùng phương pháp loại trừ. Đầu tiên ấy, a number of là đi với số nhiều. À, đúng rồi này. Đấy. Cái này mình sẽ học trong cái bài về sự hòa hợp với chủ ngữ vị ngữ ấy, thì là a number of là số nhiều, còn the number of là số ít đúng không? Thì là a là nhiều, vậy câu a là ok đúng này. Rồi. Latest là so sánh nhất đúng không? Sooner. Trước so sánh nhất phải có the là hoàn toàn chính xác này, vậy a và c là đúng này. Của cái bách khoa toán thư thì of này cũng chả sai gì cả đúng không? Còn lại mỗi b thôi. B sai ở đâu? Entrance này bản thân nó vừa là số ít, vừa là số nhiều luôn các em nhé. Đấy, là mình rất ít khi dùng dạng entrance. Đấy, chỉ entrance thôi. Nó sai ở dạng số nhiều. Là số nhiều của entrance cũng là entrance. Đó là câu này. Đáp án sai là các bạn B. Tiếp theo, chúng ta đến câu 46. Biết ngay là kiểu gì cũng cho cái bóng đá vào đây mà đúng không? Mấy bóng đá này. Kiểu gì cũng có bóng đá, thì biết ngay năm nay kiểu gì để có bóng đá. Ở Việt Nam thì bóng đá thì gì ạ? À? Được ưa chuộng. Cái từ popular này mình dịch là phổ biến thì nó không hay lắm, mà mình nên dịch là được ưa chuộng nhé. Được ưa chuộng nhé, đúng không ạ? Thì đây là đang dùng so sánh hơn, đúng không? So sánh hơn. Và ở này thì người ta dùng so sánh bằng. Trong đáp án là dùng so sánh bằng. Là ở Việt Nam ấy, bóng rổ nhỉ. Bóng rổ thì không phổ biến, là không được ưa chuộng bằng bóng đá. Câu này dễ nhá, 46A dễ nhá. 47.
À, đây là câu tường thuật. Câu này thì các em nhớ là gì ạ? À? Câu tường thuật ấy thì mình khi mà chuyển, đây là động từ tường thuật này, ở dạng quá khứ đúng không? Thì khi chuyển nó về câu tường thuật đấy thì động từ phải lùi thì này, đúng chưa? Đấy. Thì ở đây mình thấy là Kevin ask Anne what was she doing going on, là con này sai này đúng không? Đấy. Câu 4 A này là sai này đúng không? Đấy. Câu B, Kevin ask Anne what she was going, what she was going to do after school, đúng này. Câu B đúng này. Câu C, Kevin wanted to know what Anne would do. Going to và would do là không liên quan lắm đúng không? Câu 47 đáp án phải là B chứ các em. 47 phải là B các em nhé. Đấy, 47 đáp án phải là B. Đấy. Và trong câu hỏi ấy, các em thấy là câu hỏi nhá, có what này, từ để hỏi này, cộng với trợ động từ to be hoặc là trợ động từ này, đúng không? Cộng với S này, cộng với V đúng không? Nhưng mà khi mà chuyển về câu tường thuật đấy thì mình thường là gì ạ? Cái đảo, cái này này sẽ đảo ra gì ạ? Đảo ra sau chủ ngữ. Đấy, thường là như thế. Đấy, cho nên ở đây các em thấy là are you này thì chuyển thành là she was, thấy không? Là to be đảo ra sau. Đấy, là cách chuyển câu tường thuật của câu hỏi. Tiếp theo, câu 48. Sally paid for her travel in advance. In advance có nghĩa là trước nhưng mà nó không cần. Thì con này rất là dễ, đáp án là A, đúng rồi. Đấy là Sally gì ạ? Needn't, không cần, không cần thiết. Đấy, necessary là không cần đúng không? Đáp án là A các em nhé. Câu 9. À, nối câu. Nối câu. Jennifer từ chối cái offer công việc. Và bây giờ thì gì ạ? Hối hận mốc mồm luôn đấy, kiểu đúng là kiểu hối hận sấp mặt. Ai bảo từ chối cơ? Thì câu 49 này đáp án là gì nhỉ? Đây đang chuyển về câu câu gì nhỉ? Câu điều kiện đúng không? Câu điều kiện, câu ước. Câu A là Jennifer hối hận không từ chối. Đâu có từ chối mà đúng không? Sai rồi, 49 ấy. Giá mà Jenny không từ chối không đúng lắm, mà phải là gì ạ? Câu C. Đây là một việc trong quá khứ này, mình muốn chuyển về câu điều kiện hoặc là câu ước ấy thì mình phải dùng gì ạ? Loại 3 là cái phải có quá khứ hoàn thành, mà phải là C. Jenny thì à, ước rằng cô ấy đã không từ chối công việc. Vậy các em nhớ nhá, một việc ấy ở trong quá khứ ấy, khi mình chuyển về điều kiện loại 3 hoặc là chuyển về câu ước ấy thì mình chuyển nó về dạng là quá khứ hoàn thành. Cuối cùng 50, câu quá dễ đúng không? 50, cho các em biết luôn đáp án của 50 là B nhé. B. Đấy. Rồi. Mai trở thành ông bố, anh ấy cảm thấy strong sense of responsibility là cái trách nhiệm rất nặng. Đấy, towards his parents, đối với bố mẹ của mình, tức là khi mà trở thành bố rồi đấy mới thấy là gì ạ? À? Mới thấy là mình có trách nhiệm hơn với bố mẹ mình. Đấy. Thì là câu B là câu chính xác các em nhé. Ok, vậy là chúng ta đã chữa xong 50 câu đề này rồi. Bây giờ còn lại khoảng 5 đến 10 phút, thầy sẽ tư vấn cho các em cách để mà, đặc biệt là những khối khối A1 này hoặc là những bạn mà khối D nhưng mà đang mất gốc ấy, làm sao để mình có thể học từ bây giờ đến lúc mà mình kết thúc cái bài thi ấy, tức là tháng 6 đúng không? Làm sao để mình có thể học được mà khoảng 5 đến 6 điểm các em nhé. Đấy. Thì đây, mình sẽ đảo lại đề. Thì như thầy nói, đề năm nay nó không hề khó một tí nào cả. Có khi thầy phải kéo mặt thầy vào đây cho nó dễ nhìn nha. Ui nhầm. Đây. Hello. Đâu rồi? Where is my day? À, thấy không? Mặt thầy buồn ngủ không phải không? Rũ rượi tá tượi này. Mặt rõ buồn ngủ luôn ấy, không được ngủ tí nào cơ. Ok. Em thấy đề chưa? Nhá. Thì cái mà thôi bật mặt bé lại đi, mặt tã quá, nhìn chán đời ơi, chán đời. Đây hay tí nào. Nó không cho kéo bé lại này. Ở đây, bé. Bé tí này. Ok nhá. Ok, cả mục tiêu 9 điểm, cả mục tiêu 5 điểm luôn nào. Đầu tiên, với những bạn mà muốn đặt mục tiêu 5 6 điểm ấy thì những phần này là những phần kem không được bỏ qua này.
Thứ nhất đó là phần về ngữ âm trọng âm là không được bỏ qua nhá. Phần về ngữ pháp ấy, tức là cái phần về ngữ pháp ấy thì mình tập trung vào phần nào? Thứ nhất là ở đây nhá. Thứ nhất là một là các thì này là không được bỏ qua này. Hai đó là mạo từ. Chữ thầy xấu nhỉ. Mà tâm hồn thầy đẹp lắm các em. Ba là câu bị động. Bốn là câu điều kiện. Đề ca. Năm là mệnh đề nhượng bộ. Mờ giờ. Mờ đờ chứ nhỉ, đúng không? Nhượng bộ là cái dâu, ô dâu và even dâu ấy. Đấy, cái mà quả dâu tây này. Đấy. Dâu. Số 6 đó là cái gì? Đó là danh động từ gerund. Và chắc chắn là không thể nào thiếu được cái câu gián tiếp. Gián tiếp. Đấy là cái mà các em cần phải là cái chủ điểm ngữ pháp mà mình cần phải nắm được để mà đạt mục tiêu 5 điểm nhá. Học kỹ phần đấy vào, học kỹ phần đấy vào nhá. Đấy. Tiếp theo đấy là thứ hai là phần về ngữ âm này. Là phải làm được này, đúng không? Trọng âm là phải làm được này. Đấy là 4 câu rồi. Đấy. Đám này khoảng 7 đến 8 câu, kiểu gì cũng có nó thôi, đúng không? Đấy. Tiếp theo là 2 câu về giao tiếp. 2 câu quá dễ rồi đấy. 2 câu này các em chỉ cần học dạng thôi nhé. Nó có dạng đầy đủ luôn đấy. Có dạng đầy đủ luôn, mình có thể học rất là dễ này. Là 2 câu rồi, đúng không? Đấy. Vậy là đây là 10, được 15 câu rồi. Đúng không? 15 câu rồi, mình còn có một tí tẹo thôi. Tiếp theo nữa, đó là cái phần đọc hiểu. Đọc hiểu. Thì phần 5 câu đấy, bài đọc hiểu 5 câu ấy, bài đọc hiểu 5 câu là bài đọc hiểu mà nó rất là cơ bản. Các em thấy là thầy làm nãy thì thầy chỉ cần nhìn cái từ khóa thôi, đúng không? Chỉ suy luận một tí thôi ấy, là nó rất đơn giản rồi, đúng chưa? Thì vậy là các em thấy là nãy giờ ấy, những cái phần chính ấy là mình đã có khoảng 20 câu là nó đơn giản rồi. Khoảng 20 câu rồi, mình chỉ cần 5 câu nữa thôi là mình đạt cái mức là 5 điểm, đúng chưa? 25 câu là được 5 điểm. Thì tất cả những cái này thì thầy đã cho một khóa gọi là khóa ôn thi tú tài. Tên kêu không? Tú tài N1. Đấy. Khóa này chỉ có 30 bài thôi các em ạ. 30 bài thôi, 30 video. Thật là 30 video. Dành cho các bạn mà mục tiêu là 5 đến 6 điểm. Đấy, ở trên học. Thì các em nếu mà các em có tài liệu rồi, có người hướng dẫn rồi thì không sao, nhưng mà nếu bạn nào mà chưa có tài liệu hoặc chưa có người hướng dẫn mà đang cảm thấy rất là mông lung ấy, thì thầy khuyên các em là nên học qua khóa này. Đấy. Tiếp theo là chuẩn bị, thầy còn có khóa nữa là khóa livestream nhá. Livestream thì thầy sẽ livestream cùng với thầy Phạm Trọng Hiếu, với thầy Hiếu nữa, hai thầy cùng livestream. Thầy Hiếu là thầy làm khóa pen ấy, bạn nào mà học khóa pen ấy thì biết thầy Hiếu đúng không ạ? Đấy, thầy Hiếu. Phạm Trọng Hiếu. Đấy, thầy Tuấn BB và thầy Phạm Trọng Hiếu sẽ là làm cái khóa livestream đấy. Học vào tối thứ 2 thứ 6 các em nhé. Đấy, nói chung là nhà hàng thì thôi cái đấy. Đấy là cái mức để các em đạt được 5 điểm thì nó không khó, đúng không? Những cái phần thầy vừa nói ấy. Ngoài ra nhá, với những bạn mà muốn được 8 điểm, 9 điểm ấy thì các em thấy là cái bài đọc rất là khó. Nếu như các em mà muốn đạt 8 điểm, 9 điểm ấy thì các em cần phải chăm đọc vào. Và đặc biệt là đừng đọc trong sách giáo khoa nhiều quá, mà mình phải đọc trong những cái bài báo chí như gọi là BBC hoặc là VOA ấy, những bài báo, những bài học thuật đấy. Thì các em đọc báo nhiều ấy thì sẽ có rất nhiều từ vựng và rất nhiều chủ đề hay ho mà người ta nói. Nhưng kiểu lúc nãy là có cái chủ đề là cái bài này, chủ đề của nó là gì nhỉ? Bài đọc của mình ấy, chủ đề của nó là về việc là Đại học Cambridge đang muốn xóa bỏ kỳ thi viết. Đấy không? Đấy, chơi chưa? Đấy, thì những cái này ấy là những cái mà giống như một bài báo ấy, mình phải đọc những bài báo chí nhiều, hoặc là các em đọc những cái bài trên sách IELTS thì nó sẽ có cho em rất là nhiều từ vựng để mình có thể đạt mức 8, 9, 10. Còn nếu mà chỉ học sách giáo khoa ấy thì không đủ. Nhưng mà ngược lại, với những bạn mà muốn đạt thì sách giáo khoa có rất nhiều từ vựng và có rất nhiều chủ điểm ngữ pháp mà mình hoàn toàn có thể đạt được mức 5, 6 các em nhé. Học chắc sách giáo khoa và chủ yếu là sách lớp 12 ấy là các em có thể ok rồi. Ngoài ra lớp 11 nữa và làm các bài tập luyện tập là hãy tin là các em có thể học được. Cái vấn đề ấy nhá là tài liệu bây giờ các em không thiếu,
người hướng dẫn các em cũng không thiếu, các thầy cô giỏi các em không thiếu nhá. Thì các em thiếu là gì? Các em thiếu một cái động lực đấy, và các em thiếu cái việc quyết tâm thôi. Thì năm nay ý, đề không khó bằng năm ngoái đâu, thầy đoán là như vậy, bởi vì là đề minh họa năm nay ý, nó dễ hơn đề năm ngoái. Thì thầy tin là công việc các em sẽ dễ thở hơn, nhưng mà nếu mà đề mà nó dễ thở hơn ấy thì sẽ khả năng là sẽ nhiều đứa điểm cao hơn đấy, mà nhiều đứa điểm cao hơn thì khả năng là mình cũng sẽ gì ạ, dễ bị chật sấp mặt đấy. Cho nên là để mà không sấp mặt bây giờ ấy thì các em cố gắng chịu khó đổ mồ hôi xương máu ra mà học đi nhá, không thì đừng để đến, nói chung là để nước mắt bây giờ chảy còn hơn là gì chảy trong phòng thi, thấy chưa? Đó, bây giờ thì hãy dành ra một ít phút nữa nhé, để nếu như bạn nào có câu hỏi hoặc là muốn giao lưu gì đó thì thầy sẽ dành ra khoảng 1-2 phút nữa. Còn không thì các em hãy giữ vẫn ở lại đây nhá, để chuẩn bị xem tiếp livestream chữa môn vật lý của thầy Đỗ Ngọc Hà nhá các em nhá. Ok, để xem là làm sao để cải thiện từ vựng. Cải thiện từ vựng không phải là chuyện một sớm một chiều em ạ, nhưng mà mình nên có một cái kế hoạch. Thì là thế, như là mình đặt một mục tiêu là học 5 từ vựng mỗi ngày này, hoặc là học 10 từ vựng mỗi ngày này, và mình không được bỏ cái đấy thì ok nhá. Đấy, thì đó là cái mà các em cần phải có một crack dài hơi ấy. Còn từ vựng ấy thì mình làm bài tập nhiều rồi, hoặc mình để ý mình tra kỹ nó thì các em sẽ nhớ thôi. Chả biết gì. Mất gốc thì đi học ngay thôi em. Có cách nào bổ sung thêm từ vựng? Thực ra có, trước thầy cũng đã từng livestream một bài về học từ vựng, với cả trong cái Facebook cá nhân của thầy ấy thì có cái bài là hướng dẫn là học 50 từ vựng mỗi ngày. Thì bạn nào mà chưa biết cái đấy thì là vào cái Facebook của thầy ấy và tìm trong phần video ấy sẽ có nhá. Còn bây giờ thì hết giờ rồi, để mà nói về từ vựng thì nó không đủ thời gian nữa các em nhá. Chưa. Livestream môn tiếng Anh thì lát nữa khi mà thầy dừng cái livestream này ấy, thì thầy sẽ phát nó lên trên page của Học Mãi, hoặc là thầy có lưu lại ở trong cái trang Facebook cá nhân của thầy rồi. Các em có thể vào đó và xem lại nhá, và mình có thể kết bạn với nhau luôn. Ok. Rồi. Cách đăng ký khóa học livestream, cái khóa livestream sắp mở đấy. Chính tuần nữa hay sao ấy. Nói chung là sắp rồi đấy, trong tháng này các em nhé, trong tháng này đó thì sẽ livestream lịch ấn định là vào tối thứ 2, thứ 6 đấy. Thì bạn nào mà muốn đăng ký thì có thể là liên hệ với Học Mãi vào trong các Học Mãi .vn này, hoặc là vào trang Facebook của thầy và để lại tin nhắn nhé. Hồi bạn nào mà muốn có câu trò hỏi hoặc câu trả lời gì thêm, hoặc là mình kiểu chém gió gì đó thì vào add friend thầy, với cả họ là follow thầy, rồi mình cùng inbox nói chuyện sau nhá. Bây giờ thầy sẽ nhường sóng lại cho thầy Ngọc Hà, thì thầy sẽ tạm dừng cái livestream mình lại. Sau đó thì các em đợi ít phút nhé, khoảng 5 phút là cùng chứ mấy. Hồi thầy sẽ xuất hiện và cho các em phần giải tiếp về bài môn vật lý. Ok, cảm ơn các em đã xem cái bài livestream của thầy hôm nay. Và nhớ nhá, keep calm and learn English, là hãy bình tĩnh, tự tin và chiến thắng các em nhá. Bye bye, thank you. Được chưa?